Hôm nay mình hướng dẫn là các bạn là chỉnh cái bếp ga nhà mình đó, đôi khi nó lâu ngày nó không có nhảy lửa đó, thì các bạn phải coi lại cái chỗ cái IC nó lửa nè. Cái này á, là nó phải nằm giữa cái khe, nhiều khi mình xài cái này là nó bị lỏng, nó hụt xuống, cho nên các bạn phải cắt cái miếng ruột xe hay là cái gì đó các bạn chim cho nó cứng, là dặn nó sát vô. Rồi cái đầu đánh lửa là phải nằm ở giữa cái chỗ cái khe ra nè.